Kính thưa quý vị, 14 giờ chiều nay ngày 17 tháng 5 năm 2017 tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, số 750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận đã diễn ra một cuộc họp giữa hai đơn vị. Thứ nhất là Trung tâm Phật giáo Hán truyền của thầy Thích Hạnh Bình và đơn vị thứ hai đến từ Đài Loan, đó là Phật Học viện Viên Quang do thầy trụ trì và cũng là hiệu trưởng của trường dẫn đoàn đến để cùng trao đổi và định hướng việc đào tạo tăng tài của Việt Nam ở tại đất nước Đài Loan cũng như là công trình dịch thuật kinh sách từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Phái đoàn do thầy Tính Thượng, viện trưởng Phật Học viện Viên Quang làm trưởng đoàn, được sự tiếp đón của thượng tọa tiến sĩ Thích Hạnh Bình, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật Học Hán truyền Việt Nam, phó giám đốc trung tâm là đại đức tiến sĩ Thích Vạn Lợi và ni sư tiến sĩ Thích Nữ Tuệ Liên cùng chư tôn đức tăng ni và các Phật tử thành viên của trung tâm cũng đã có mặt trong buổi học. Hai bên đã cùng nhau thảo luận về vấn đề mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho tăng ni Việt Nam có khả năng phiên dịch hoằng pháp giảng dạy cho Phật giáo Việt Nam được tu học tại Đài Loan, một trong những quốc gia châu Á có đạo Phật là quốc giáo trong số 26 tôn giáo đang hiện diện trên đất nước này. Phật giáo Việt Nam chúng ta rất tự hào về chúng ta đã có 2000 năm lịch sử. Tuy nhiên nó có một vấn đề là cho đến hôm nay Phật giáo chúng ta vẫn chưa làm biên tập, phiên dịch và biên tập hoàn thành cái bộ kinh này, chỉ là làm một rải rác một số kinh điển. Cho nên đây là một, thầy nghĩ rằng đây là một cái gánh nặng của không những chỉ giáo hội mà của những người tăng ni và Phật tử Việt Nam phải có trách nhiệm làm việc này. Cho nên là thầy đã bằng mọi cách để hợp tác để đào tạo cho một số tăng ni sinh. Vì một cái người mà tăng ni sinh đi qua bên cái nước sở tại của họ, nhờ cái nước Đài Loan mà họ để học tiếng Hoa thì chắc chắn rằng cái thời gian nó rất ngắn so với Việt Nam. Tăng ni sinh của Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền được tuyển chọn sang tu học tại Phật học viện Viên Quang sẽ được miễn phí hoàn toàn. Thời gian tu học có thể từ 4 đến 6 năm, tùy theo khả năng và chương trình học của mỗi học viên. Cụ thể là chương trình cử nhân 4 đến 5 năm, cao học 2 năm và sau đó sẽ học tiếp chương trình tiến sĩ ở Đài Loan hoặc Trung Quốc.想法是我希望呢借由这个跟翻译中心呢这个教育合作的理念呢，可以传播让佛法呢在越南当中呢更多人受益，那么也很多的众生呢离苦得乐，那用中文呢翻成越文的了解中文呢他们的实质的佛法的真正的意义之后呢，再用越文呢翻成把它翻译中心的人翻成越文，然后让佛法呢传播在整个越南。这是我最终理想，也能完成老师在翻译做那个粤文的心愿。kính thưa quý vị, trong chuyến đi ngắn ngủi những ngày tại Việt Nam thì đoàn ký tăng ni của Phật học viện Viên Quang tại Đài Loan cũng đã được sự kết nối của Trung tâm Phật học Hán truyền để đến viếng thăm cơ sở Phật học ở tại Lê Minh Xuân. Đây được xem là một trong những cơ sở lớn nhất và mới nhất hiện giờ của Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đào tạo tăng tài hiện tại và tương lai. Cơ sở này được khởi công xây dựng vào năm 2012 và tính cho đến thời điểm này thì đã hoàn thành xong giai đoạn 1, đang chuẩn bị cho những giai đoạn xây dựng tiếp theo. Học viện Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Chí Quảng làm viện trưởng, với một quy mô mang tầm vóc quốc tế. Công trình này sẽ trở thành trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam, là cơ sở giáo dục, đào tạo và tu học nội trú, là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật cho hàng Phật tử Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung. Sự thành tựu của Phật sự này không những góp phần tạo dựng một quần thể kiến trúc, văn hóa giáo dục Phật giáo để lại cho con cháu đời sau, mà còn là nơi đào tạo ra những tu sĩ Việt Nam đầy đủ giới đức, tâm đức và tuệ đức để phục vụ cho đạo pháp và dân tộc. Đầu tiên呢，哈，看到进来这个是的整个设备，建筑宏观性的哈，它有国际的水准哈，那针对这个硬体方面的，那实施方面呢，它的阵容也非常坚强，还有它安排的这个细节啊，非常的扎实。
可见的这个学院来讲，它有非常很好的这个升学人才的培育和这个安排。Đoàn có buổi tham quan và trò chuyện cùng chư tăng ni tại học viện để hiểu rõ hơn về hoạt động của trường, cùng tâm tư nguyện vọng của những người con Phật tại Việt Nam để hướng đến sự kết nối lâu dài và nhiều ý nghĩa hơn nữa cho cả Việt Nam lẫn Đài Loan trong những lần làm việc sắp tới. Lần đầu tiên được đón cái đoàn của thầy Phương Trượng, Phật Học Viện Viên Quang của Đài Loan. Phật Học Viện là một trong những học viện của Đài Loan có rất nhiều tăng ni sinh Việt Nam đến đó học. Hy vọng sau này cái khoa trung văn của học viện này, tăng ni sinh tốt nghiệp sẽ giới thiệu đi đến Viên Quang học chương trình thạc sĩ. Sau đó nếu đủ duyên thì tiếp tục học lên tiến sĩ nữa. Rất là vui mừng và cảm ơn đoàn đã đến thăm và quan tâm đến cái chương trình học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm nhận là chỉ là nói là hy vọng 我们呢要看到越南的佛教正也在蓬勃的发展当中的用心，那么还有呢在整个的这个体制上的哈、哦、对佛教里面的教义还有教典呢在做实质的在培育的这个深浅人才，所以呢这是我们觉得非常需要我们做的各方面的加强的地方。Kết thúc một ngày ngắn ngủi trong chuỗi ngày ngắn ngủi của Phái đoàn Phật học Viện Viên Quang Đài Loan và Trung tâm Phật học Hán Truyền. Nhưng đâu đó, động lại sau chuyến đi là những tình cảm và nhiệt thành cho kế hoạch thực hiện được diễn ra trong thời gian sớm nhất. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho chư vị luôn được dồi dào sức khỏe, Phật sự viên thành, giúp chúng sanh an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.